Tiếp tục chương trình thời sự tối chủ nhật, mời quý vị cùng điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật đã phát sóng trong tuần qua. Hội thảo khoa học công tác đánh giá cán bộ, những vấn đề lý luận và thực tiễn đã được Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành, các chuyên gia về lĩnh vực tổ chức cán bộ, lãnh đạo 22 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam. Hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cán bộ, phương pháp xử lý những tình huống thường gặp trong công tác đánh giá cán bộ, cách khắc phục tình trạng công tác cán bộ triển khai đúng quy trình nhưng không chọn được đúng người dẫn đến sai phạm và bị kỷ luật. Tiêu chí lựa chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là sau đại hội lần thứ 13 của Đảng. Các tham luận tại hội thảo đều là những ý kiến tâm huyết sâu sắc, phản ánh đúng thực chất tình hình về công tác đánh giá cán bộ hiện nay, đồng thời cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ và giải pháp cho công tác đánh giá cán bộ trong thời gian tới. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương và đầy trách nhiệm, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại số 45 Ba Cu, phường 1. Việc hình thành và đi vào hoạt động, trung tâm là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố Vũng Tàu, góp phần thay đổi cách tương tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, nâng cao hoạt động điều hành trong quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trước mắt, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu tiến hành triển khai thử nghiệm các tính năng như giám sát hệ thống giao thông, an ninh trật tự của thành phố qua camera, hệ thống kiểm soát thông tin Freebota, hệ thống quản lý bảo mật tập trung SOC, hệ thống quản lý lưu trú, hệ thống phản ánh hiện trường Vũng Tàu IOC, hệ thống cảnh báo cháy thông minh Safiquan. Lễ công bố quyền đất đỏ đạt chuẩn nông thôn mới đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trong tuần. Đây là quyền đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Trải qua 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp nông thôn quyền đất đỏ đã phát triển vượt bậc theo hướng bền vững. Tổng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới ở 6 xã nông thôn của quyện trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách phân bổ hơn 920 tỷ đồng, còn lại được huy động từ các thành phần kinh tế, tín dụng và chính nhân dân đóng góp. Thu nhập bình quân của người dân các xã nông thôn mới là 60 triệu đồng một người một năm. Trên địa bàn, 6 xã nông thôn mới không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 0,25%. Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Tuần qua, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trên địa bàn tỉnh như viếng nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, thăm tặng quà các đơn vị quân đội, họp mặt truyền thống. Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ và khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông là một kỳ thi đặc biệt quan trọng của ngành giáo dục, được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm phát hiện những học sinh có năng khiếu, tố chất, có đam mê về môn học sở trường, từ đó thực hiện mục tiêu bồi dưỡng nhân tài, trở thành những tri thức tương lai để kiến tạo xây dựng đất nước. Tuần qua, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai mạc kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Tham dự kỳ thi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 66 thí sinh, chia làm 9 đội tuyển, toán, ngữ văn, sinh học, vật lý, tin học, hóa học, lịch sử, địa lý và anh văn. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 12. Hội đồng coi thi có các giám thị đến từ các sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị và Long An. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chung sức cùng cả cộng đồng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những hoạt động thiết thực của các cơ sở giáo xứ thời gian qua góp phần rất lớn vào khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trên địa bàn tỉnh hiện có 85 giáo xứ giáo họ với trên 270.000 giáo dân, chiếm 28% dân số toàn tỉnh.
năm 2020, cộng đồng Công giáo Bà Rịa Vũng Tàu đã đóng góp vào các loại quỹ do địa phương phát động trên 6 tỷ đồng, thực hiện các hoạt động từ thiện với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Hiện nay, trong cộng đồng Công giáo chỉ còn 2% hộ nghèo trên quốc gia. Trong niềm vui đón lễ Giáng sinh năm 2020, đồng bào Công giáo càng thêm lạc quan, tin tưởng vào đảng chính quyền địa phương, nỗ lực sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Thông tin về hoạt động du lịch bắt đầu khởi sắc trở lại đã được chuyển tải trong chương trình thời sự tuần qua. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, 3 tuần nay, các bãi tắm, điểm tham quan, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu nhộn nhịp hơn so với đầu tháng 12. Công suất đặt phòng tại nhiều khách sạn resort ven biển dịp cuối tuần đã đạt từ 80% đến 90%. Kết quả đó là nhờ dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được khống chế tại Việt Nam. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu luôn khẳng định là thương hiệu điểm đến an toàn. Hơn thế, thời gian gần đây, các doanh nghiệp du lịch đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi nhằm đón đầu kỳ nghỉ cuối năm nay và tạo đà cho năm 2021.